Câu 2 là Pháp có nói nếu ăn cơm đức mà nhai kỹ mà khai triển được tình thương. Và cái gì không nhớ, bác có nói thêm. Và cái dấu bác hỏi còn nói nếu ăn cơm đức mà khai triển được tình thương và gì đó tức là không nhớ thì không cần cái gì đó. Tình thương và đức tin của mình. Tình này, thương và đức tin. Đúng rồi. Thì khi ăn hạt gạo lứt, thông thường chúng ta hay đặt câu hỏi mà tôi rất là va chạm với vấn đề câu hỏi này. Tại sao tăng số 7 không bất bằng các ông kia, ông ăn là bất nhanh. Thì cái cơ địa mỗi người mỗi khác, cái mẫn cảm mỗi người mỗi khác, và cái đức tin nó khác nhau. Cho mình nói là cùng ăn số 7 như nhau, mà cái vấn đề là tiêu qua bộ tiêu hóa nó số tiêu số 7 hay không, chứ không phải qua cái miệng mình số 7. Chúng ta ăn mà miễn cưỡng nó tiêu hóa khác, tại vì cái dịch vị tham gia tiêu hóa nó bị ức chế. Chúng ta càng ăn nó càng ức chế, mà chúng ta ăn trên cái sự trân trọng, cái tình thương, với cái đức tin đầy đủ thì chúng ta nó tiết dịch vị ra đi tiêu hóa toàn vẹn. Chúng ta nhai thấy ngon thì cái xúc cảm trong cơ thể ta, sự khi ăn ta nó tỏa ra cao nhất. Như khi tối chúng ta ăn số 7 trong giai đoạn trong chánh niệm, chúng ta ngồi trên bàn ăn thì cảm giác là chúng ta bữa đó rất ngon. Khi tối ngồi hôm nay vâng, rất ngon. Và nước bọt chúng ta tiết ra rất nhiều để tiêu hóa thì ít thôi, nhưng mà cảm giác là không thấy đói, và qua một đêm ngủ rất là nhẹ nhàng sâu lắng. Thì cái việc đó thì chắc ai mà đã dùng ta thì biết, đúng không nào? Thì chúng ta cảm nghiệm thôi, đây là một trình diễn chứ không phải là còn cái việc mà theo xong là tuyệt quý vị, đúng không nào? Nhưng mà mình biết rằng chúng ta, nếu Đức Phật nói là nếu như người tu hành hay là tất cả mọi người đều không ăn tối thì giấc ngủ sẽ tốt hơn, mà không ăn tối sẽ ít bệnh hơn. Thì cái việc đó là chúng ta đã Phật nói rồi, tôi nói lại thôi. Thì chúng ta cần ăn gạo lứt, chúng ta cần có một đức cái tin vào hạt gạo, tin vào cái giá trị hạt gạo với sức khỏe chúng ta. Chúng ta càng tin cao chuyện nào thì cái tiêu hấp thụ nó càng cao chuyện đó. Thì còn cái tình thương đã nói câu trước là khi chúng cái năng lượng tình thương của chúng ta không bị thương tổn, tại vì tất cả những năng lượng không có bị độc tố bởi cái xúc cảm khi mà của cái tế bào thực vật hoặc động vật chúng ta khi chúng ta cắt bỏ. Chẳng hạn như con vật chúng ta giết nó có một cái năng lượng xấu nó tích tụ, mà cái đó khoa học đã chứng minh rằng khi mà chúng ta giết một con heo, cái sự vùng vẫy, sự đau đớn của nó tạo ra cái độc tố trong cái tế bào đó. Thì tôi nghĩ rằng cái sinh vật sống, con vật có vậy thì cái chay nó có mà ít hơn, chắc không phải là không có. Tại vì những cái xúc cảm của nó chúng ta chưa đo được, hoặc là bây giờ khoa học đã đo được rồi đó, nhưng mà chưa rõ ràng lắm. Nhưng mà biết rằng cây nó có buồn có vui. Nếu chúng ta ở nhà đó, thì trong hai cái môi trường nhà khác nhau thì hai cây sinh trưởng khác nhau, khá như vậy.